Kính thưa quý vị khán giả, sáng ngày 14 tháng 1, Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố đại sứ du lịch của Hiệp hội đối với Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam năm 2022, Trịnh Thị Trúc Linh. Qua đó, nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Tây Ninh, đồng thời lan tỏa đến người dân trong và ngoài tỉnh về sự lên ngôi của nhan sắc phụ nữ Việt Nam nói chung và nhan sắc phụ nữ tỉnh Tây Ninh nói riêng, góp phần quảng bá hình ảnh con người Tây Ninh. Theo đó, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam năm 2022, Trịnh Thị Trúc Linh được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch của Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh. Nhiệm kỳ đại sứ du lịch của Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 6 năm 2024. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại sứ du lịch của Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh, Á hậu Trúc Linh sẽ tham gia các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch Tây Ninh cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh trong phạm vi trong nước và quốc tế với tư cách là đại sứ du lịch của Hiệp hội Du lịch tỉnh Tây Ninh. Tham gia tích cực vào các hoạt động đối ngoại nhằm mục đích quảng bá du lịch Tây Ninh với quốc tế như lễ hội du lịch văn hóa, các hoạt động quay phim, chụp ảnh quảng bá du lịch Tây Ninh và các hoạt động khác có liên quan đến văn hóa du lịch. Sử dụng tối đa mọi điều kiện, cơ hội phù hợp với các hoạt động xã hội khác để tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch Tây Ninh, đề xuất xây dựng các hoạt động có mục đích quảng bá du lịch Tây Ninh, chủ động hoặc phối hợp với tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội trong nước và quốc tế cho công tác quảng bá du lịch Tây Ninh.